Dạ hello em xin kính chào cô chú anh chị yêu hoa lan trên toàn quốc nha. Hôm nay em sẽ tiếp tục chia sẻ cho cô chú anh chị mình một vài cái mặt hoa các loại da sưu tầm để cô chú anh chị mình cùng xem và cùng sưu tầm nha cả nhà. Đầu tiên em sẽ chia sẻ cho nhà cả nhà mình một cái hướng vua khỉ. Hướng vua khỉ á, hôm nay em chia sẻ là hướng hai thân, hai thân giữa. À, hiện tại là đang có mắt ngủ, đang lên mầm rồi nè. Đó và thân sau còn mắt ngủ ha. Hướng này thì em sẽ chia sẻ với giá là 350 ngàn em bao ship Cô chú anh chị nào mà yêu thích cái dòng vua khỉ này á Thì mình vui lòng liên hệ Theo số điện thoại là 0386 232 357 Đó là số điện thoại của em Và là số em đăng ký zalo luôn nha cả nhà à, Dòng vua khỉ này á Thì nói chung là em nói tới cũng khá là nhiều rồi Nó là một cái cây đài xưa cái cây đài à, đài xưa rất là lâu rồi cái cây vua khỉ này nó có khá là lâu rồi cả nhà nó là một cái dòng 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 cát xưa cát xưa của đài và thường á cái cây vua khỉ này nó còn có một tên gọi khác là kim mao hầu nha cả nhà kim mao hầu hoặc có thể gọi nó là vua khỉ đó hướng hiện tại em chia sẻ là 350 trăm năm cho cái hướng này cô chú anh chị mình sưu tầm thì mình liên hệ với em nha hướng lớn nha cả nhà đây đây cái hướng nó là được hơn hai găng tay ấy cả nhà nói chung hướng này là hướng lớn nhưng mà là hướng thân giữa thì em sẽ chia sẻ cái giá nó thấp hơn để cho cô chú anh chị mình dễ sưu tầm ha <laughs> rồi à, tiếp theo em sẽ chia sẻ cho cả nhà mình một cái hướng 158 quốc dân nữa cô chú anh chị nào mà mình à, chưa có cái 158 quốc dân này nè Thì mình có thể là sưu tầm cái hướng này để về để làm giống ha Thì hiện tại á, hướng này em chia sẻ cũng là hướng hai thân Hướng hai thân à, Thân sau á, thì nó còn một cái mắt ngủ ở đây Đây, à, bên dưới này thì có khai thác rồi Bên dưới có khai thác rồi Thân đầu cũng vậy Thân đầu ở đây là có khai thác rồi Nhưng mà thân đầu này á, thì nó còn tới hai mắt ngủ Đây, à, một một mắt ngủ ở ngay chỗ đây nha cả nhà và một mắt ngủ ở bên trên là tổng cộng á cái hướng này nó còn tới hai mắt ngủ đó à, đây là hướng hai thân lớn hai thân lớn ha hai thân à, hướng này á thì em sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị mình lấy giống thôi là 250k 250k cho cái hướng 158 quốc dân này cô chú anh chị nào mà chưa có giống á thì mình sưu tầm về lấy giống chơi nha cả nhà 158 quốc dân nói chung là em chia sẻ cũng khá là nhiều rồi và cây này em nói tới nó cũng khá là nhiều rồi nha cả nhà một năm tám quốc dân á mặt bông nó cực kỳ đẹp và nó rất là hot nó rất là hot trong cái dòng một năm tám nha cả nhà 250k 250k cho cái hướng này đây em cầm lại cho cả nhà mình xem ha 250k à, em vẫn vẫn bao ship vẫn bao ship cho cô chú anh chị mình ha đó à, rồi và Tiếp theo ở đây á em có một cái hướng một thân à cây 158 bitlip, cây này là cây 158 bitlip. Cây này á sở dĩ nó gọi là 158 bitlip á, bitlip là có nghĩa là lưỡi to cả nha, à, cái lưỡi, cái lưỡi của cái cây 158 này nè, nó rất là to. À, khuôn hoa cây này cũng vậy, cây này cái bông nó khá là to, cái bông nó phải được 16 cm á mà cái lưỡi của nó cái lưỡi của nó nó to và nó tròn nó rất là đẹp cả nhà màu của nó là dạng màu cam nếu mà cô chú anh chị mình mà trồng đạt á nó sẽ lên cái màu cam mà cam đậm luôn á cả nhà cam mà cam đậm luôn á rất là đẹp nha à, cây này á thì em chia sẻ một thân đầu dinh như thế này với giá là 1.200 k cho cô chú anh chị mình lấy giống đó 1.200 k em bao ship nha cả nhà 1.200 k em bao ship cho cái cây 158 bích lip, 158 bích lip nha cả nhà. Cô chú anh chị nào mà cần sưu tầm giống thì mình liên hệ với em. Cây này cũng khá là hot trong cái dòng 158, rất là lâu rồi em mới có lại giống để chia sẻ cho cả nhà mình mà cũng không có nhiều cả nhà, chỉ được một thân như thế này thôi để chia sẻ cho cô chú anh chị mình. 158 bích lip nha, 158 bích lip. Rồi, à ở đây em có một cái phần một à cái, cái phần 40 Vũng Tàu nha. 40 40 Vũng Tàu. Hiện tại hiện tại á, em chia sẻ cho cả nhà mình cái phần này á nó là 2 4 4 thân và đang kèm 2 măng. 4 thân kèm 2 măng như thế này. À có một thân ở đây là có khai thác nha cả nhà, còn lại là nguyên dinh Ở đây có một thân có khai thác nè. Đó, có khai thác một thân ở đây, còn lại là nguyên dinh cái phần 40 Vũng Tàu này á, thì em sẽ chia sẻ với giá là 1.800k em bao ship nha. 1.800k em bao ship cho cái phần này. Cô chú anh chị nào mà sưu tầm thì mình liên hệ với em. 1.800k cho cái phần này. 40 Vũng Tàu. Cây hiện tại là em thuần thang nha cả nhà. Có một nhát cắt ở đây thôi. Có duy nhất một nhát cắt ở đây thôi. Còn lại là nguyên viên hết. 40 Vũng Tàu thì nói chung là à, một cái cây rất là hot rồi và rất là đáng để cô chú anh chị mình sưu tầm nở bông cái cái cây 40 Vũng Tàu này nó mà nở bông ra là cực kỳ đẹp luôn cả nhà cô chú anh chị nào mà sưu tầm thì mình liên hệ theo số điện thoại là 0386 232 357 nha cả nhà <laughs> cả nhà mình thông cảm giúp em nha em, em mấy bữa nay em bị đau họng sổ mũi cả nhà cho nên là lâu lâu hay bị ho tí xíu rồi à, và ở đây em có một cái hướng cây 40 à, hậu giang này cả nhà 40 hậu giang 40 hậu giang này á thì cái cái thân đầu nguyên viên này nè em chia sẻ với giá là 1.500k em bao ship nè 1.500k cho cái thân 40 hậu giang 40 hậu giang em bao ship cho cô chú anh chị mình ha hôm trước em có chia sẻ cái thân mà thân phía sau á có khai thác rồi rồi đó nhưng mà hôm nay em chia sẻ cho cả nhà mình một cái thân đầu nguyên dinh nguyên dinh luôn mắt ngủ đầy đủ và hiện tại thân này á là em chồng rẻ nó cũng đã bám chậu rồi rễ nó cũng đã bám chậu rồi nha cả nhà một thân đầu nguyên dinh 1.500k em bao ship mã 40 hậu giang Cây này cái bông nó rất là to Cái bông nó 16-17cm cả nhà Và cái Cái bông của nó rất là tròn Khuôn hoa nó rất là tròn Và cái màu của nó cũng rất là đẹp Nếu mà cô chú anh chị nào mà thật sự yêu thích cây này á Thì mình cứ liên hệ với em Đó à, Cả nhà có thể là liên hệ qua Zalo Hoặc là liên hệ theo số điện thoại nha cả nhà 40 Hậu Giang 40 Hậu Giang nha Rồi tiếp theo á Em À, đã, cuối cùng Cuối cùng trong cái video hôm nay Em có một cái cái hướng 158 này khá là đẹp nè Cây 158 này khá là đẹp Cây này á, là một cái cây hoa màu vàng lưỡi đỏ Và khuôn hoa nó rất là tròn nha Khuôn hoa nó rất là tròn Cây 158 này á, Hiện tại á, em có hai thân đầu nguyên dinh Hai thân đầu nguyên dinh à, Để chia sẻ cho cô chú anh chị mình nha Hai thân đầu nguyên dinh Đó cây 158 này á thì nó lại là cái cái cây 158 này á thân lá nó cao, nó nó đẹp. Như cái cây 158 bít líp mới nãy cả nhà, cái thân nó lùn thôi. Cả nhà mình có trồng đạt đi nữa thì cái thân của nó nó cũng chỉ tầm khoảng độ là 30 cm đổ lại thôi. Nhưng mà riêng về cái cây 158 này nè, đó, nói chung là cái thân của nó là nó có thể là đạt khoảng độ là hai găng tay và cái mặt bông của nó thì cực kỳ đẹp rồi cả nhà Nó là màu vàng vừa lưỡi đỏ Và cái màu vàng của nó rất rất là tươi Màu vàng rất là tươi Cây 158 này á Nó cũng rất là xiên bông nha cả nhà Rất là xiên bông Và cái cây 158 này á Nó cũng không phải là ngoại lệ Tức là Thân của nó lúc nào cũng có tới 3 mắt ngủ hết nha cả nhà Đây cái cây 158 này á Nó có tới ba mắt ngủ lắm đây nè, để em cho cả nhà mình xem ha. Thân sao, thân sao nè. Mà nó có một mắt ngủ ở dưới đáy luôn nè cả nhà. Đây, ngay cái tay em chỉ nè. Đó, đây, cái mắt ngủ của nó nè. Đó, có một mắt ngủ ở dưới đáy. Và một mắt ngủ ở đây. Còn thân đầu của nó là nó có tới ba mắt ngủ luôn. Một mắt ngủ ở đây nè cả nhà. Đó, một mắt ngủ phía bên này. Đó là hai. Và một mắt ngủ ở dưới đáy này nè. Đây cả nhà cả nhà nếu mà cô chú anh chị nào mà sưu tầm cái hướng này về mình có thể là kiểm chứng lại thử xem đó đây nè, cái phần Đó cả nhà thấy không? Cái mắt ngủ nó nằm dưới đáy luôn nè. Đó, cái dòng 158 này á là cả cả nhà để ý giúp em là nó hay có cái mắt ngủ mà nó nằm ở phần dưới đáy luôn. Tại vì đa số cái dòng 158 á thì nó cái cái cây 158 á nó có tới ba uh, mắt ngủ cũng có và uh, lâu 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 cũng có cây nó có tới bốn mắt ngủ luôn cả nhà, nhưng mà đa số là cây ba mắt ngủ là nhiều. Đó thì à, à, em chia sẻ cho cả nhà mình hướng hai thân đầu này là hai thân nguyên zin nha hướng này á thì à, em chia sẻ với giá là 1.800k em bao ship 1.800k em bao ship cho cái hướng này cô chú anh chị nào mà sưu tầm thì mình liên hệ với em nha cả nhà rồi thì à, trong cái video hôm nay á em chia sẻ vài cái mặt hoa các cái da sưu tầm như vậy cô chú anh chị nào mà yêu thích mặt bông nào á, thì mình cứ liên hệ theo số điện thoại của em nha cả nhà. Rồi em xin chào cả nhà. Hẹn cô chú anh chị mình vào những cái video.